ở bang Georgia, Mỹ, một tài xế đã mất kiểm soát khi xe bất ngờ rẽ vào một đoạn đường dốc, va chạm với xe đầu kéo rồi bay lên không trung. Vụ việc được ghi lại trong video lan truyền trên Reddit. Video cho thấy hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở hạt Lowndes, Georgia. Xung quanh là xe cảnh sát và xe đầu kéo làm nhiệm vụ cứu hộ. Đúng lúc đó, một chiếc sedan sang đường và leo lên ván dốc của xe đầu kéo rồi bay lên không trung với tốc độ cao. Sau đó, chiếc sedan đáp xuống vỉa hè trong trạng thái bị lật nghiêng. Trong quá trình này, dường như sedan đã va chạm với một xe khác đi cùng chiều, hoặc cũng có thể đã tránh được trong gang tấc. Do video không đủ rõ ràng nên khó xác định được vấn đề này. Nhưng người đăng video cho biết đầu xe đầu kéo đã bị hư hại khá nặng, còn bản thân chiếc xe con vẫn còn nguyên vẹn. Đáng chú ý nữa là những người ngồi trong xe bị va đập mạnh, nhưng vẫn sống sót. Đây thực sự là một tai nạn hiếm gặp bởi phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Xe đầu kéo đỗ trên đường, xe con đi theo đường thẳng với hướng xe đầu kéo, tấm dốc được hạ thấp đúng lúc và một tài xế bất cẩn để không quan sát được đường đi khá thông thoáng. Dù thế nào, ít nhất những người trong xe đã tránh được lưỡi hái của tử thần và có bài học đáng nhớ.